Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Chiều ngày 22 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ thông xe đưa vào sử dụng cầu Nguyễn Văn Tiếp nằm trên địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ và đương nhiệm cùng với nhân dân địa phương. Cầu Nguyễn Văn Tiếp bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Quản lý dự án và giám sát được khởi công tháng 6 năm 2020, thi công hoàn thành trong thời gian 7 tháng rưỡi, là một trong các cầu có tiến độ thi công vượt kế hoạch đề ra. Cầu có 9 nhịp với tổng chiều dài 359,3m, chiều rộng 16m, kết cấu bê tông cốt thép giữ ứng lực. Đường vào cầu dài hơn 60m, có bố trí đường dân sinh, đèn chiếu sáng. Vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa mỹ quan, tổng giá trị gói thầu gần 100 tỷ đồng. Cầu Nguyễn Văn Tiếp xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cho huyện Tân Phước và vùng Đồng Tháp 10, tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Cầu Nguyễn Văn Tiếp thuộc dự án đường tỉnh 878 nên dự kiến trong năm 2021, tỉnh sẽ khởi công đoạn đường từ đường huyện 50 đến đường tỉnh 866 về để thông tuyến toàn bộ đường tỉnh 878.